Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019. Bộ Tài tập trung nguồn lực phát triển giao thông nông thôn. Vấn nan loan sách tham khảo trưởng năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cả lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019. Để đảm bảo cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt mục đích yêu cầu và ý định đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập cần tuân thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cả cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tham gia diễn tập, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương và đời sống của nhân dân. Thông qua diễn tập rút ra được bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những nội dung diễn tập phải sát đúng với tình huống thật, đồng thời phải sâu sát trong công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập, phải kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và phát huy khả năng sáng tạo linh hoạt, không dập khuôn máy móc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cuộc diễn tập lần này sử dụng một lượng lớn về người, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật liệu nổ, mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn phạm vi rộng. Vì vậy, cả lực lượng tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành đúng phương án, quy định, quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không để xảy ra sai sót. Ban chỉ đạo diễn tập và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị diễn tập phải quản lý thông tin, sử dụng các loại văn kiện, băng hình, phục vụ diễn tập thật chặt chẽ, đúng chế độ bảo mật, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch và các đối tượng xấu lợi dụng kích động phá hoại cuộc diễn tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục quan tâm chỉ đạo giúp đỡ, hỗ trợ các lực lượng tham gia để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019 đạt kết quả cao nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1219 về việc xây dựng chương trình kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn và liệu nổ sau chiến tranh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành đơn vị địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc lập chương trình kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung quản lý và hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh quy định tại điều 4 Nghị định số 18 của Chính phủ để báo cáo về tình hình kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh của đơn vị mình trong thời gian qua, rà soát đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh thuộc ngành lĩnh vực mình quản lý gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành địa phương, rà soát đề xuất danh sách các khu vực địa điểm bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ cần rà phá theo thứ tự ưu tiên gắn với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường lưu ý các địa phương nắm bắt, cập nhật sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động có biện pháp ứng phó, khắc phục phù hợp với quy định chung, điều kiện thực tế. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại khu vực chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán diệt mổ lợn, bảo vệ môi trường trong tiêu hủy lợn tại nơi có dịch, không để lây lan dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên Môi trường cũng khuyến cáo các địa phương thực hiện tiêu hủy lợn bị dịch theo hướng dẫn tại công văn số 346 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phát hiện có hiện tượng vứt xác lợn bừa bãi, tiêu hủy sai quy định, gây ô nhiễm trên địa bàn,
cần kịp thời thu gom, chôn lấp, tiêu hủy đảm bảo quy định, thường xuyên theo dõi điểm chôn lấp tiêu hủy nếu có hiện tượng sụt lún ở đồng nước, phát tán mùi hôi, phát sinh ô nhiễm môi trường thứ cấp, phải chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, khắc phục kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân, dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rệt công ở Việt Nam giai đoạn 2 vừa tổ chức truyền thông rệt công tại 15 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, các xã được tập trung tuyên truyền là những địa phương nằm trong vùng can thiệp chương trình giảm phát thải, bao gồm xã Hương Hóa, Kim Hóa, Lâm Hóa, Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tân Trạch, Thường Trạch, Phú Đình, Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Vĩnh Ninh, Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch và Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. Mục đích của đợt truyền thông là giới thiệu cho người dân những kiến thức về biến đổi khí hậu, rét công, luật lâm nghiệp 2017, đặc biệt là các thông tin liên quan đến đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Từ đó, người dân có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái tại địa phương nơi mình đang sống, cũng như tham gia các hoạt động rất công trong chương trình giảm phát thải tại địa phương. Công an huyện Minh Hóa chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2019, tại nhà của Hồ Thị Cúc, sinh năm 1988, trú tại bản Bãi Sinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Hồ Thị Cúc đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an đã thu giữ được 11 viên nén màu hồng và 1 viên nén màu xanh. Tiếp tục khám xét chỗ ở của đối tượng Cúc, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm được 8 viên nén màu hồng được cất giấu ở sân và trong nhà của đối tượng. Bước đầu, Cúc khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Tài tập trung nguồn lực phát triển giao thông nông thôn. Vấn nạn loạn sách tham khảo trước năm học mới. Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, chủ động dành nguồn lực lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tư nguyên của người dân để phát triển giao thông. Song song với việc triển khai đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ lợi ích ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn luôn nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong cộng đồng dân cư, trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Không chỉ ở các xã đang về đích nông thôn mới mà ở những xã đã đạt chuẩn như Đồng Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, nhân dân vẫn tiếp tục tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí vật tư ngày công để nâng cấp mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội đồng. Thời gian tới, Bố Trạch sẽ tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thành mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn, đồng thời chú trọng việc quản lý, bảo trì các tuyến đường, đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất mạng lưới giao thông hiện có tại địa phương. Trong thời gian này, các đơn vị thi công và chủ đầu tư thi công dự án đập khe Lùi ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đang tập trung máy móc, nhân lực để thi công các hạng mục nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Công trình đập khe Lùi nằm trong dự án nâng cấp và sửa chữa cùng lòng hồ huyện Tuyên Hóa từ nguồn vốn của ngân sách trung ương phân bổ với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất huyện giám sát thi công. Diện tích lưu vực là 20,92 km2, đảm bảo phục vụ cấp nước tưới cho 70% hecta đất nông nghiệp xã Cao Quảng, đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 2.500 hộ dân trong xã. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành xong phần chính công trình đập, đang tiến hành hoàn thành hệ thống đường ống dẫn nước thủy lợi, bể chứa nước sinh hoạt và đường ống dẫn nước dân sinh về xã. Dự kiến tất cả các hạng mục sẽ hoàn thành vào năm 2020. Cùng với sản xuất nông lâm nghiệp, những năm gần đây, huyện Minh Hóa đã khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hiện toàn huyện Minh Hóa có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 34 hecta, sản lượng thủy sản thu hoạch từ nuôi trồng từ đầu năm đến nay ước thực hiện gần 60 tấn, tăng hơn 12,6% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên ước thực hiện trên 57 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển thủy sản trên địa bàn, thời gian tới huyện Minh Hóa khuyến khích bà con nông dân đưa vào nuôi trồng nhiều con giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào nuôi cá ao, cá lồng nhằm nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều người dân.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới, ngoài bộ sách giáo khoa, nhiều học sinh và phụ huynh còn tìm mua thêm sách tham khảo để mở rộng kiến thức và giúp cho việc học tập tốt hơn. Tuy nhiên, để lựa chọn được một cuốn sách tham khảo hay và đảm bảo chất lượng giữa đa dạng chủng loại sách như hiện nay thì quả không đơn giản. Dù không phải tài liệu bắt buộc sử dụng trong chương trình học chính khóa, nhưng lâu nay, sách tham khảo vẫn được phụ huynh học sinh coi trọng, xem là nguồn bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thông qua các sàn bài tập nâng cao. Trước nhu cầu thực tế, không ít đơn vị xuất bản tham gia in ấn, phát hành, làm cho thị trường sách tham khảo ngày càng sôi động. Nhưng cũng chính sự sôi động này lại khiến phụ huynh khá đau đầu khi muốn lựa chọn sách phù hợp với con em mình trước vô số chủng loại sách tham khảo như hiện nay. Hiện nay tôi thấy ở đây là sách tham khảo đó có rất nhiều cái loại đa dạng, vì vậy tôi cũng đang phân vân không biết tìm cái loại nào để cho phù hợp với con. Năm học 2019-2020, chương trình học trong sách giáo khoa chưa có thay đổi, nên hầu hết các loại sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều là sách tái bản có chỉnh sửa. Vì vậy, giá bán cũng cơ bản ổn định. Hiện nay, một bộ sách giáo khoa chuẩn từ lớp 1 đến lớp 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra chỉ có giá từ 90 đến 200 nghìn đồng một bộ. Thế nhưng, nếu thêm các đầu sách tham khảo thì mức giá từ 200 đến 700 nghìn đồng một bộ. Như vậy, giá chênh lệch giữa sách giáo khoa và sách tham khảo cao gấp từ 2 đến 3 lần. Bên cạnh đó, điều khiển nhiều phụ huynh lo ngại là sự đa dạng phong phú của thị trường sách tham khảo hiện nay, cùng với tình trạng sách giả, sách in lậu, xuất bản chui chưa được kiểm soát triệt để, thì hệ lụy nhãn tiền là học sinh tiếp thu kiến thức không chuẩn, thậm chí sai lệch kiến thức cơ bản. Sách giả và sách thật là rất khó phân biệt, và chúng ta nên xem các logo của các nhãn hàng, nhà cung cấp và các quy cách in ấn, giống như là có số trang có thể mất một số trang nếu sách giả, và chất lượng in nó sẽ kém hơn so với sách thật. Lựa chọn sách tham khảo cho những lứa tuổi học sinh thì là một việc rất là quan trọng, và đối với bản thân em thì thường là đến những hiệu sách để mà tham khảo cũng như là tìm hiểu về các loại sách mà mình đang cần. Em thường nhìn tiêu đề cũng như là nhà xuất bản của cuốn sách là xuất bản từ nhà xuất bản nào, và cũng như là mở ra và đọc một số trang ở trong đó và xem mình xem và mình cảm thấy là có phù hợp với bản thân mình cũng như là môn học mình đang lựa chọn hay không. Quảng Bình hiện có 35 cơ sở kinh doanh phát hành sách. Thời gian qua, để tăng cường công tác quản lý phát hành sách trên địa bàn tỉnh, đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh cũng đã tiến hành thanh tra kiểm tra ở các cửa hàng kinh doanh sách giáo khoa. Tuy nhiên, do lực lượng thanh tra mỏng, các cơ sở kinh doanh có nhiều chiêu để lách luật như chỉ bày bán một số lượng ít trên cửa hàng, còn lại cất giấu khi có khách mua mới đưa ra. Trong khi đó, đoàn thanh tra chức năng lại không có thẩm quyền kiểm tra ở những nơi riêng tư, hoặc thay vì lưu giữ sách trong kho như trước kia, nay các đơn vị phát hành sẽ chuyển trực tiếp khi cửa hàng có nhu cầu, nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra phát hiện sách giả, sách lậu. Thời gian tới, đội liên ngành tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động in phát hành, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, chú trọng thanh tra kiểm tra đột xuất, tăng cường phối hợp với công an tỉnh, cục quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi in lậu, phát hành sách lậu, đề nghị các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh in, phát hành xuất bản phẩm, thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về hành vi vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời. Để chọn và mua sách tham khảo đủ về số lượng và đáp ứng đúng chất lượng, theo kinh nghiệm của số đông giáo viên và phụ huynh, đó là khi chọn mua sách tham khảo phải phù hợp với trình độ của học sinh, chọn tác giả viết sách uy tín và không nên chạy theo thị hiếu ham mua nhiều, cần mua chọn lọc và đủ dùng. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác quản lý thị trường sách tham khảo là việc cần làm ngay, vì chất lượng sách tham khảo ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập cũng